Đi mua không? Ở Quyên chào cả nhà nha. Hôm nay á là Quyên hỏi tụi nó là đi mẹ muốn đi hái rau. Hỏi gấu chỉ mẹ đi tại vì ba với nó tụi nó biết. Mẹ biết rồi, mẹ cẩn thận nơi tránh mấy con chó đi vệ sinh ra đấy. À ngựa. Em xuống đi nha. Nó là con ngựa trong văn chó, con đi đi. À, tại vì mình biết rồi, mình muốn thử coi hai đứa nó nhớ không á. Tại nó đi một lần nó thấy rồi. Đi một lần thôi, hôm đó đi môn hái về mình một lá đó. Hai đứa con chỉ mẹ đường nào đi nha. Mình thử coi đứa nào nhớ dài. Hiến đến. Đá phơ, sai mama vù. Ôi nước kìa con ơi, nhìn nước kìa. Uba Ivasa là khắp nơi là nước. Đẹp quá cả nhà ơi. Dạ, mama mất cái vá sơ. Đi đi con. Nó hỏi tại sao mẹ quay nước vậy. Con đi đi. Con biết bơi à hả? Ai dạy con? Con tự làm thì không được đâu. Bơi là con chỉ biết cái động tác thôi, chứ con chưa biết bơi. Đúng rồi, con nhập nước được. Đi đi con. Dạ. Chị hài hước lắm. Đi đi con. Cái đó là con chim á, con chim đi vệ sinh đó con. Nó ở trên cây đó. Tại vì nó không có nhà, nhà nó trên cây nên nó phải đi vệ sinh vậy đó. Là mẹ kiếm rau nè. Nó không có cái bô ngồi đâu. Nước nè. Wow. Hình như có con thiên nga không ta? Lâu lâu có thiên nga vịt trời ở đây nữa cả nhà. Nghe tiếng vịt nó kêu đó. Nhìn cảnh bình yên lắm cả nhà ơi. Hai con đi chỉ mẹ nha. Hai con lại chỗ cái băng ngồi đợi mẹ nha không. Nó nói giờ đi hái rau không ngồi nghỉ đi. Thôi giờ đi nha, nghỉ ngơi đi. Nó không chịu nghỉ ngơi. Đây nè, cái lá hôm trước mà ông xã mình nói cái tên nó là sáu amphơ đó bạn, là không phải, cái này là rau má, cái loại rau má ở bên đây thì cái loại này ăn được nha cả nhà. Mẹ sai ô ông có tránh được vì sit that view khâu. Cái này nick khai bè lâu đó sa sa bốc khâu, cái này là cái tên nó là cái gì đó cả nhà. Nhưng mà cái này á thì khi mà nó chưa có nở hoa thì ăn được, nhưng mà nó nở hoa rồi nó thành độc. Đây là hoa của cái lá mà rau má dại cho cả nhà. Khi cây mà ra hoa thì không có nên hái đó. Hoa đẹp lắm cả nhà ơi. Ở cái làng cũ của mình hoa đẹp lắm luôn, mà lá to hơn này nữa. Mấy năm trước mình không có biết. Nhìn đẹp ghê luôn á. Cha bốc khâu xuôn xuôn nhá. Nè, con hai cái lá to nè, nè cái lá nè, đó nó to đó cả nhà. Con chỉ cho bà coi đi nè, con hái vậy nè, hái về nấu canh nha, bỏ đây đi. Nè mẹ chỉ với con nè, con nhìn lá giống mẹ nè, nhìn nè lá này nè, con hái vậy nè, đó hái vậy nè đó. Con ngồi hái đi, hái mấy đừng làm hư rau nha, hái nhẹ nhẹ gì thôi nha con. Nghe hai ngón tay nè, hai ngón tay này nhìn thấy không? Hai ngón tay này bấm cái thân đó, bấm nè, bấm nè, bấm đúng rồi. Con làm được rồi đó. Này nít vách đi su hao mắt đất. Esman hái hái vậy nha, vì nhà mẹ rửa lại, mẹ ngâm muối rồi, mẹ rửa lại mẹ ăn, bữa nay mình nấu canh ăn nha. Ở phía trước á, ông đang tập đi bằng gậy á cả nhà. Mấy người lớn tuổi bên đây họ luyện tập sức khỏe lắm. Mặc dù họ đi xương khớp đau nhưng họ cố gắng. Còn cái này là bồ công anh đó cả nhà. Bồ công anh thì nó mọc ở sân mình nhiều lắm. Bồ công anh thì mình chỉ ăn lá non hoặc là
Dạ, đất là lô dan. Lô dan hả? Cái này nè, ăn được nhưng mà nó đắng lắm. Là cây cây tầm ma hoặc hay gọi là cây ngứa hay cây han đó cả nhà. Này đừng đụng nha con, nó ngứa tay đó con Lia nhớ không? Năm ngoái mình có mang về ăn luộc đó cả nhà. Mô chỗ nào hái be lau đâu? Nó gần tới đó cả nhà. Mình coi nó. À mình hỏi nó chỗ nào đi quẹo chỗ nào có đúng không đó, tại hôm mình đi thường mình đi quẹo đường này nè. Mình vô trong rừng. Nó ngắn. Mình tao đa lăng đâu Lia, nó nhớ cả nhà ơi. Nó đi lần với ba nó à, còn ba nó chỉ cho mình hết lần rồi. Chỉ nha, ai nhớ là mẹ thương nhiều lắm luôn á. Mẹ mừng lắm luôn á. Bố. Đó. Đã bé lâu. Đâu sao ba ma vu? Đó, đi đi. Con chút ông đi, chút ông đi. Đi con. Đi con, đi con. Đi con. Chỗ nào đâu? Chỗ nào bé lao đâu? Thì mồ nó không thấy rồi đó, nó không nhớ rồi đó. Ai ai chỉ mẹ bé lao đâu? Đi coi. Con vai xuống. Stream. Đi đi. Đi đi, hai đứa đi, đi thử coi, đi thử. Đi thử coi. Con đi đi. À, nói tại vì mẹ không có biết đi, tại mẹ chưa đi lần nào á. Hôm đó mình có đi với ba nó rồi nha. Mấy cái này là bồ công anh nè cả nhà. What? Phía sau lưng nó đó cả nhà. Đâu chỉ mẹ coi. Rồi hai đứa thua rồi. Bé lao đâu? Đó, Lia học rồi. Đó, Lia thấy rồi đó. Đi xuống đường này nè con, đi xuống đường kia kìa. Đi xuống đường này nè. Ở dưới đó cả nhà. Cẩn thận con. Timo giúp cho chị nè, chị có dừng chị té đó. Wow, hai đứa nhớ rồi ba ơi. Ba nó nói à, mình đi quay thì coi tụi nó nhớ không, tại nó đi con lần á. Chỉ có một cụm này thôi cả nhà, cái hai cái bà đó là ở khu này dân ở đây. Bà nói bà sống lâu năm bà chỉ biết khu này thôi. Không có học nhiều. Thôi giờ mình xuống mình hái nha, mình hái rồi mình quay cả nhà xem. Nha, yeah, mama come lại. Thôi thì mẹ đi được rồi, hỏi giúp. Mẹ đi được rồi, xuống chính xuống. Nó đòi giúp mẹ, nó giúp mình xuống, mẹ đi xuống cái dốc này cả nhà. Con cẩn thận nha. Đừng đi nhiều quá con, đừng đi xa, đừng đi xa. Nó có dốc xuống nè cả nhà, nó dốc này gì nè. Lấy mẹ nè. Đi đây nè con, ngồi nè. Rồi, không có mẹ cái bên người ta bắt con đó. Có mẹ bảo vệ mới được. Ngồi đây nè, xuống đây nè con, xuống ngồi với mẹ nè. Wow, nhiều lắm cả nhà ơi. Nó còn non lắm nè. Ở chỗ mình nó còn non, nó chưa có bông luôn. Không có đập rau nha con, cẩn thận nha con. Cây kéo tụi nó cầm là cây kéo cắt rau, cả nhà yên tâm, nó không có đứt tay đâu. Mình cũng chỉ nó xài rồi. Hai cái này biết chừng nào mới được tô canh nữa. Hái từng lá gì đó. Rồi bỏ vô bọc con. Nó chỉ một cụm này thôi cả nhà, nó cũng ít lắm. Nha. Con gấu với con heo rừng nó ăn nữa đó. Gấu với con heo rừng nó thích cái này lắm cả nhà. Ừ. Tại sao nó tên là tỏi gấu á? Nha. Con nói gấu cũng ăn, nó cũng thích ăn nữa đó. Dạ thích ăn lắm cả nhà, Timo nó không ăn chứ Liên Gia thích nó khoái lắm. Con thèm mẹ. Con
Con thèm lắm hả? Thèm là ít mắt đó ghen. Bên nào tên tiếng Việt là gì? Tỏi gì? Tỏi gì? Tỏi gấu. Tỏi gấu. Nhìn mẹ coi. Con nói ông bà ơi, con đi hái tỏi gấu. Tỏi gấu. Với anh Trác. Hello. Đi mô đừng đứng con. Đi mô đưa kéo mẹ. Đi mô đưa kéo cho mẹ. Nó nói nó có cây kéo của trẻ con, nó không nguy hiểm đâu. Nói tỏi gấu là tốt sức khỏe lắm. Trời ơi, hai đứa này dữ dằn lắm miệng nè. Làm như ảnh chỉ biết vậy, không ta không biết vậy đó. Dạ. Dạ đúng rồi, a ba là lúc cần hái nha, đi hái nha con. Đó. Con nhìn cái thân cây, nhìn cái lá nó. Con nhìn lá nó rồi con cầm một động tác thôi là con làm được rồi. Cắt lại mẹ coi coi. Nhìn cái lá, mẹ dạy nhìn sao, nhìn cái lá. Cắt nó. Đúng rồi. Một động tác là lấy được nha, chứ không cần hai động tác nha. Mama, con xong rồi hả? Không. Không xong hả? Nè, nè còn hai lá này nè. Timo, đi nha. Cái lá này hái cho mẹ coi, cầm cái thân lá đó. Cái này nè. Con cầm, nè cái này nè. Nhịn đó, rồi hái cho mẹ coi coi. Nha, bỏ vô đi. Xong chưa, về chưa? Con mà hái hết chỗ này chắc năm sau luôn á, nó mọc thêm được mới nữa đó. Dạ, với đề xa âm up ma mes on bis mai. Từ tháng 3 đến tháng 5 nó mọc nha con, nhưng mà tháng 4 là ăn ngon nhất. Tháng 5 nó bắt đầu nó ra hoa, lá nó già rồi. Dạ. Nha. Yes, not me. Bây giờ nó còn non ăn được ha. Già quá nó sơ lắm, với lại nó có hoa để cho hoa mọc năm sau. Đi ai, con hái rau tỏi gấu nhiều không? Đâu cho mẹ coi coi. Nói hái không có nhiều, mình hái ít để cho mọi người còn ăn nha con. Bỏ đi con, kẹo rớt bỏ đi. Mẹ hỏi con nghe nè. Mình được phép hái nhiều rau không? Nuôi ví này, đúng rồi. Hái nhiều là làm sao? Đúng rồi, nếu mà hái nhiều là cảnh sát sẽ bắt. Dạ. Con nói sao? Em vẫn ăn piano pes on is fast than Vietnam too. À, ăn phải rửa, còn không rửa là bị bệnh chết hả? Đó. Đúng rồi, nó có nhựa đó, mình phải rửa cẩn thận nha. Với mẹ đố hai con này, con gì nó thích ăn bè lau? Ai nói đúng? Con gì thích ăn tỏi gấu? Bia. Con gấu với con gì nữa? Swai là con gì? Swai, con heo. Con heo rừng. Con heo rừng. Rồi, Timo lụm kẹo lên đi, đổ kẹo lụm lên đi con. Nghe con muốn mía. Con muốn hát hả? Hát đi. Hiya hoopa appa rin rom chum tham 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 thong kong chum bien day mom mom. Hello. Hello. Tôi nhìn sắp dài con nước đồ hậu giang ơi em mãi đẹp ngang đời. Con thích bài gì nữa? Thằng con gái. Còn là con gái hát đi. Thằng là con gái chim muột yêu ai. Đừng về khen gái mà hãy không đừng gái. Đức ơi à. Thằng là nếu kênh bài em chưa lắng. Bài em chưa lắng chiếu đôi vai gánh nhồng nhằn. Thầy mẹ sao? Thầy mẹ khen em. Đôi tình duyên
Rồi sao nữa? Lòng không lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sao bao lời khuyên. Dạ, tạo dáng chụp hình nè. Kỳ vậy, tạo dáng gì kỳ vậy? Chéo chân lại. Chéo chân lại mày dạy sao? Khéo chân lại, đứng lên trước, phía trước. Vô, đúng rồi, Timo good cơ mắt. Đúng rồi, chống tay, bỏ tay túi áo, nhìn vô thẳng vô camera. Đúng rồi, vô vì Timo mắt hơn. Giống như chị em đó con. Rồi Timo bỏ ra túi áo rồi, mạnh mẽ lên coi. Nhìn qua đây, nhìn hướng bên này. Nhìn lên. Dạ. Đúng rồi. Timo đứng yên chân nha con. Tạo dáng chụp hình coi. Vô đúng rồi, giống em bỏ túi áo kìa, bỏ tay túi áo. Quyên cảm ơn cả nhà đi vào rừng với hái rau với tỏi gấu với gia đình mình nha.